Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên người. Lại có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu bây giờ có ai đó hỏi chúng ta rằng trên cửa miệng của chúng ta mỗi ngày câu nào là câu ta nói nhiều nhất, tôi phỏng vấn một anh chạy xe ôm, anh ấy bịt miệng cười và bảo: Xin cha thứ lỗi cho, câu mà con nói nhiều nhất mỗi ngày là con chửi thề. Và nếu như ta hỏi một người khác: Bạn nói câu gì nhiều nhất mỗi ngày? Thì có một người bảo: Câu nói nhiều nhất là câu cảm thán, trời ơi. Tôi hỏi một anh người nước ngoài: Hàng ngày và trong văn hóa của anh, dân tộc của anh, ngôn ngữ của anh, thì anh nghĩ cái câu gì là câu anh nói nhiều nhất và người dân của anh nói nhiều nhất? Họ không ngại ngần trả lời hai chữ: Thank you và sorry. Cảm ơn và xin lỗi. Quả thật, suy nghĩ điều anh ta nói, tôi thấy khá chí lý. Bởi lẽ trong cuộc đời này, ai cũng cần đến nhau, ai cũng mang ơn người khác. Về sau sỏi đá cũng cần có nhau, nữa là con người. Và chính vì cần có nhau cho nên hàm ơn nhau là chuyện dễ hiểu. Còn từ xin lỗi thì sao? Người Việt của chúng ta nói nhân vô thập toàn. Ai cũng có lỗi, chẳng ai là người hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều kinh nghiệm mình là con người có những xúc phạm. Mình là những con người yếu đuối, những con người mỏng giòn. Chúng ta có những kinh nghiệm về lỡ lầm trong cuộc sống. Và như thế, ai cũng mong muốn mình được cảm thông, ai cũng mong muốn mình được tha thứ, ai cũng mong muốn mình được chữa lành. Trình bình diện xã hội hay tâm lý, sự tha thứ ấy rất cần thiết. Cần thiết để nối được nhịp cầu giữa con người và con người, nối được nhịp cầu giữa cha mẹ và con cái, nối được nhịp cầu giữa người vợ và người chồng, nối được nhịp cầu giữa bạn bè với nhau. Đón nhận ơn tha thứ, đó là một ân huệ của đời sống. Và thưa cộng đoàn, điều đó càng đúng hơn
trong đời sống đức tin. Không phải chỉ là những người tin vào Chúa Giêsu mới có cảm thức tội lỗi, mới cần ơn tha thứ, mà ngay cả những người sống với những nền văn hóa bán khai chăng nữa, có thể khác nhau về tín ngưỡng và văn hóa, khác nhau về tôn giáo và cách thức phụng tử, thế nhưng là con người khi sống với lương tri thì đều cảm thấy có những lúc hối hận và muốn được thứ tha. Ta lấy một ví dụ. Hàng năm cứ vào những dịp đầu tháng giêng thì người dân Ấn Độ từ khắp mọi nơi hành hương về sông Hằng. Họ tin rằng nếu được trầm mình trong dòng sông thiêng ấy, mọi tội lỗi sẽ được tha thứ. Họ sẽ được tẩy rửa và được làm mới lại con người của mình. Đặc biệt, ngày lễ hội mang tên Kumbhmela được tổ chức tại vùng Allahabad phía bắc của Ấn Độ. Lễ hội kéo dài suốt 55 ngày, bắt đầu từ ngày 14 tháng giêng và cứ 12 năm người ta tổ chức một lễ hội như thế. Người dân Ấn giáo theo đạo Hindu từ khắp mọi miền đổ về vùng sông thiêng để đắm mình trong dòng sông thiêng ấy. Ngày đầu tiên 14 tháng giêng, rất nhiều người trút bỏ hết tất cả mọi y phục. Họ lấy tro sát trên mình và xuống tắm tại dòng sông Hằng. Người ta ước lượng trong những dịp đại lễ như thế có khoảng 70 cho đến 80 triệu lượt người xuống sông tắm. Và chúng ta hình dung với một lượng người đông như thế thì biết bao những khó khăn xảy ra. Những con người bị giẫm đạp chết có thể đếm lên hàng ngàn người. Thế nhưng họ không sợ. Không những họ không sợ mà họ còn cho đó là một diễm phúc. Nếu trên đường hành hương về sông Hằng mà chết thì đó là một điều tốt đẹp. Và may mắn hơn, nếu được chết tại sông Hằng thì đời của họ còn ước mơ gì hơn. Những người Hindu gọi đó là đi tìm cái sinh trong cõi tử. Kính thưa cộng đoàn, đó chỉ là một nét của nền văn hóa tâm linh Ấn Độ mà ta có thể khơi gợi cho nhau để thấy cái khao khát của những con người cần được tha thứ lớn lao là dường nào. Câu chuyện ngày hôm nay của Tin Mừng không phải đưa chúng ta về dòng sông Hằng, nhưng đưa chúng ta về sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đoàn người đông đảo tuấn đến xin Thánh Gioan cử hành phép rửa cho họ, bởi vì lời của ông đã thấm vào lòng của họ. Thánh Gioan nói với dân chúng: hỡi nòi rắn độc, ai đã chỉ cho các ngươi cách thức để thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa? Cái rìu đã để sẵn gốc cây, cây nào không sinh trái thì người chặt đi. Người cầm nia mà sảy sân lúa của mình, lúa lép thì đốt đi, còn lúa mẩy thì đưa vào kho lẫm. Những lời giảng của Gioan thấm vào trong tâm hồn, trong trái tim của dân Israel, và họ lũ lượt kéo đến với ông, xin ông làm phép rửa cho họ để họ được ơn sám hối, hầu có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.
Trong đoàn ngũ đông đảo ấy, người ta thấy một nhân vật, đó là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu cũng xếp hàng để xin Gioan làm phép rửa cho mình. Gioan run rẩy trước một người xin nhận phép rửa, bởi vì cuộc đời của Gioan bao nhiêu năm trong hoang mạc chỉ để loan báo ngày vị cứu tinh đến, và đây là giây phút đấng cứu tinh đã đến giữa dân người. Vậy mà đấng ấy lại xin Gioan làm phép rửa. Chúa Giê-xu có tội gì mà phải nhận phép rửa của Gioan? Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là đấng thánh, Ngài là đấng ngàn trùng chí thánh. Vậy mà đón nhận phép rửa như một tội nhân. Ngài nên gương mẫu cho chúng ta. Ngài muốn đồng phận khổ với chúng ta. Ngài muốn chia sẻ thân phận tội lỗi của chúng ta. Và Ngài muốn trở nên làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc khi gánh lấy tội của trần gian. Ngài đắm mình nơi dòng sông Giô-đan không phải để được tha thứ, nhưng để Ngài thánh hóa dòng sông ấy và lan tỏa hương thơm thánh thiện của mình, để tất cả những ai trầm mình nơi dòng sông thì đón nhận được ơn tha thứ. Quả vậy, khi Chúa Giê-xu lên khỏi nước, có tiếng của Chúa Cha giới thiệu với toàn dân: đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Và ngay lúc ấy, người ta thấy trời xé ra. Trời và đất không còn là cách biệt. Trần gian và thiên đàng không còn là nghìn trùng xa cách. Đức Kitô trở nên đấng trung gian duy nhất, trở thành cầu nối, trở thành chiếc thang để nhân loại có thể đến với Thiên Chúa là Cha. Phép rửa hôm nay Chúa Giê-xu chịu khơi mào cho một phép rửa khác trọn vẹn hơn, là phép rửa trong bầu huyết của chính Ngài. Chúa Kitô còn một phép rửa phải chịu, đó là cái chết trên thập giá. Và một khi Ngài đón nhận phép rửa này, thì ơn cứu độ được ban tặng cho trần hoàn, và tình yêu được khỏa lấp cho mọi tâm hồn chờ đợi khát khao. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi chúng ta mừng kính lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa, chúng ta được mời gọi hy vọng hơn vào tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta không thất vọng về sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không thất vọng về sự yếu đuối và tội lỗi của anh chị em mình. Chúng ta tin tưởng vào lòng thương yêu hải hà, tin tưởng vào sự tha thứ độ lượng vô bờ bến của Thiên Chúa. Và nếu như tiếng Chúa Cha giới thiệu Chúa Giê-xu đây là con yêu dấu của ta, thì hôm nay khi tất cả chúng ta được chìm mình trong dòng nước của Thánh Tẩy, cũng có tiếng Chúa Cha nói với chúng ta rằng: đây là con trai, con gái của ta. Chúng ta là con trai, con gái của Thiên Chúa. Chúng ta là anh chị em của nhau. Trong gẫm thứ nhất của mầu nhiệm năm sự sáng, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mời gọi chúng ta cùng suy gẫm: Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa. Chúng ta hãy khát khao ơn được làm con, khát khao ơn biết đáp trả, khát khao để biết sống như con cái trong nhà. Xin cho chúng ta biết sống với Chúa cho trọn tình con thảo, và sống với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.